湿了心，泛起阵阵涟漪。Các bạn đã đến với kênh Sen Hồng, mình là Thúy Hằng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn điệu nhảy theo thể loại Superdance trên nền nhạc Mùa Yêu Thương gồm 48 bước. Các bạn yêu thích kênh, nhấn like, đăng ký kênh và ấn chuông để ủng hộ mình nhé. Bây giờ xin mời các bạn cùng vào bài. Bài gồm 48 bước, mình chia ra làm 6 tổ hợp. Mỗi tổ hợp 8 bước, bắt đầu từ chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ 1 bắt đầu từ chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúc các bạn thành công.